Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Coroshop 24 giờ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến nhà cô Sáu, là người đang sử dụng viên bổ khớp glucosamine Quang Đông Hàn Quốc. Hãy cùng mình đi đến nhà cô để nghe những cảm nhận của cô khi cô sử dụng sản phẩm này nhé. Cô Sáu ơi, cô xin chào. Vâng, cái gì ông cháu? Có ạ, cháu hôm nay muốn đến xin cô một chút cảm nhận về khi cô sử dụng sản phẩm bên cháu ạ. Ừ. Không biết là liệu có được không ở cũng được, không may cô đang rảnh. Vâng, ở nhà nhá. Ở nhà uống nước. Xin chào các bạn. Ngọc Hoa hiện đang ngồi trong nhà cô Sáu, là người đang trực tiếp sử dụng viên bổ xương khớp glucosamine Quang Đông. Bây giờ chúng ta hãy cùng Ngọc Hoa nghe một số cảm nhận của cô khi cô sử dụng sản phẩm này nhé. Chào chào cô. Cô cho cháu hỏi một chút là trước khi mà cô sử dụng sản phẩm viên bổ xương khớp glucosamine Quang Đông của bên cháu thì không biết là tình trạng cơ thể của mình trước kia như thế nào ạ? Cô thì nói thật với cháu là trước ý, cô bị đau chân, đau tay lắm. Yeah. Xương khớp ngón chân ngón tay đau, đi xe máy không đi được. Yeah. Đấy. Mà kể cả rửa cái rau hay cầm cái rổ giá cũng khó. Vâng. Đấy. Không biết là mình có bị đau mỏi vai gáy không ạ? Đau mỏi vai, gáy tất. Xương nói chung là cứ thời tiết là cô không chịu được. Vâng. Đau. Thế bộ uống mấy loại thuốc mà không khỏi. Thế ạ? À? Vâng. Thế cô mới nghe thấy là nói là cái sản phẩm này này. Cô cũng bảo là cô vâng. Tìm hỏi, cô hỏi xem mà cô uống thử xem làm sao. Vâng. Đúng. Vâng. Thế không biết là có cô sau khi cô sử dụng sản phẩm thì cô thấy cơ thể mình có gì thay đổi, có gì khác so với trước kia không ạ? Cô thì cô không uống các thuốc khác nữa mà cô chỉ uống chuyên về cái này thôi. Vâng. Thế cô uống một thời gian thì bây giờ thấy là nó cũng dần dần nó ổn định dần. Vâng. Thấy đi xe máy là cô thấy đi được rồi. Vâng. Ừ. Và cầm cái rổ để rửa rau là cũng đấy thấy nó cũng tạm ổn rồi. Vâng. Thì cô cũng thấy là cũng này thấy tin tưởng. Vâng. Vào cái sản phẩm này cô có thể có khi là cô vẫn phải dùng nó. Vâng. Vâng, đúng rồi, vì thật ra là khí hậu thời tiết Việt Nam, nhất là miền Bắc thì nó thay đổi thường xuyên ạ. Nên là sẽ vì tầm tuổi như các cô thì nó sẽ hay bị đau mỏi vai gáy thì mất ngủ này, hay là đau gỏi xương khớp. Không biết nhà cô là mấy tầng cô nhỉ? Nhà cô là có 3 tầng. Dạ. Ừ. Thế ngày xưa cô bị đau thì không biết có trèo được cầu thang không? Ôi giời, trèo khổ lắm. Cứ bước từng bước một ý, xong rồi là thở. Dạ. Đau nó cứ rút từ trên vai nó rút xuống. Dạ. Ừ, xong xuống đến trận nó bước nó khó. Vâng. Thế xong rồi cô cứ bắt con cô là đi lên đi. Cô không vâng. Lên. Vâng. Ừ. Thế nhưng mà người ta cũng mách nhiều loại thuốc, cô uống nó chả thấy đỡ, thấy vâng. Không chuyển gì. Thế cô mới chuyển sang cái này, thấy quảng cáo cái này thấy ngon, thế mọi người cũng nói chuyện với cô, bạn bè của cô cũng uống. Vâng. Thế cô bảo thôi uống tham khảo như thế nào. Vâng. Thì uống thì thấy nó cũng có xu hướng đạt tốt. Vâng. Thế. Thế là bây giờ mình có thể đi lại một cách thoải mái, đi được xe máy, lên được cầu thang và có thể làm mọi việc một cách nhẹ nhàng hơn, kể cả khi thay đổi thời tiết đúng không ạ? Trước là cô bế cháu còn đau tay ấy. Thế ạ? Các cái xương khớp phải đau ê không bế được. Vâng. Bây giờ là bế được. Vâng. Thế cháu cũng thấy là cô hay đặt sản phẩm này, thì không biết là ngoài việc cho cô sử dụng thì cô có sử dụng cho người thân trong gia đình hay là cho bạn giới thiệu cho bạn bè không ạ? Có. Thì vừa xong thì cháu nghe thấy cô là cô được một người bạn giới thiệu đến đúng không ạ? Đến sản phẩm này ạ. Bạn cô uống cũng uống là một thời gian đâu. Vâng. Bạn cô là còn tê còn không đi được ấy. Vâng. Đấy. Thế bạn cô nó uống nó đỡ thì nó mới giới thiệu cho cô. Bây giờ hiện tại là chồng cô cũng bị. Thế ạ? Chồng cô đi làm ngồi xe ô tô nhiều. Vâng. Thế là cái xương vai gáy này nó đau quá. Vâng. Thế cô bảo là thế em uống thì đỡ thì anh uống đi. Vâng. Thế là chú cũng uống. Vâng. Chú uống mới uống thôi. Nhưng mà thấy chú bảo cũng bảo là hay lắm. Thế cũng ạ? Được. Ừ. Vâng. Thế là rất là tuyệt vời ạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn những chia sẻ của cô khi mình sử dụng sản phẩm này ạ. Cháu chúc cô ngày một khỏe mạnh hơn và xinh đẹp hơn để có cuộc sống mình thật là viên mãn ạ. Cháu cảm ơn cô ạ. Cô cảm ơn cháu nhé. Vâng ạ. Chúc cháu vạn sự như ý. Vâng. Thành công tốt đẹp trong sự nghiệp. Vâng ạ. Cháu cảm ơn cô. Các bạn ạ, đấy là tất cả những cảm nhận của cô Sáu khi cô sử dụng sản phẩm viên bổ xương khớp glucosamine Quang Đông. Các bạn thấy đấy, có trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm, nhưng các bạn hãy chọn ra những sản phẩm tốt nhất để cải thiện sức khỏe của mình và bảo vệ sức khỏe của gia đình. Nếu các bạn còn tư vấn bất cứ một vấn đề gì về sản phẩm viên bổ xương khớp glucosamine của Quang Đông hay là các sản phẩm khác của Hàn Quốc, có thể vào
trang siêu thị trực tuyến corasoft24h.com để liên lạc với chúng tôi, sẽ có đội ngũ nhân viên hỗ trợ tư vấn cho các bạn, hoặc có thể gọi điện theo số hotline 0904886428. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn những sản phẩm tốt nhất để cải thiện sức khỏe cũng như là bảo vệ cái hạnh phúc của gia đình chúng ta.